Xin chào quý khán giả theo dõi SPTN Morning với nội dung và Mike Phi Long SPTN Morning được phát hình trực tiếp từ miền Nam California trên hệ thống truyền hình SPTN Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 6, 13 tháng 5 năm 2022 Ngày 13, thứ 6 ngày 13, anh Dũng có cảm thấy điều gì rùng rợn chưa? tôi ngày nào cũng rùng rợn xin chào nhưng mai phi long và kính chào khán giả sbtn không rùng rợn không phải là <laughs> tôi nhưng mà thực ra rùng rợn thì cũng vậy thôi không có gì đặc biệt hết mọi ngày như mọi ngày và thưa quý vị ngày hôm qua tổng thống joe biden đã tiếp xúc với lại là tám vị lãnh đạo của uh, coi như là khối asean trong cái cuộc họp mà gọi là uh, thượng đỉnh Mỹ ASEAN diễn ra tại tòa bạch ốc. À, trên màn hình quý vị thấy ông Biden bước ra cùng với tám uh, 8 lãnh đạo. Chúng ta sẽ thấy là có tới 10 người. Thì trong đó một người là đại diện của tổng thống Duterte của Philippines, ông không có sang được. Và một người nữa thì tôi không biết là ai. À, bởi vì khối ASEAN có 10 nước nhưng mà chỉ này chỉ có 8 lãnh tụ đi mà thôi. Miến Điện không được mời. Philippines thì ông tổng thống Duterte bận rộn và chuyển giao quyền hành trong cuộc bầu cử mới. Thành ra chỉ có 8 người đó cùng với ông Biden và chúng ta thấy bây giờ bắt đầu chúng ta chụp hình. Thì chúng ta thấy là ông thủ tướng Phạm Minh Chính của Việt Nam là đứng sát ngoài bìa người thứ hai bên trái cho mình quý vị nhìn. Người tính từ bìa ra là người thứ hai, từ người thứ nhất là người thứ hai là ông rồi tới thủ tướng của Thái Lan rồi Hun Sen ông Hun Sen, thủ tướng của Cambodia rồi tới uh, quốc vương của Brunei. Bên trái ông Biden là tổng thống của Philippines rồi tới thủ tướng Lý Hiển Long của Singapore và thủ tướng Lào rồi thủ tướng Malaysia. Đó. Đó là 8 người uh, đứng hai bên còn hai người ở bìa thì uh, một người là tôi nghĩ là đại diện cho Philippines của một người đại diện cho Miến Điện, có lẽ là như vậy. Và người đại diện cho Miến Điện là cái tổ chức dân sự uh, chứ không phải là đại diện cho chính quyền Miến uh, Điện. Đó đó là cái uh, uh, thành phần ngày hôm qua họp và chủ đề của ngày hôm qua thì theo như bà Gen phát ngôn viên tại Ốc cho biết là ông Biden sẽ phải đẩy gọi là thúc cô dọ để cho các lãnh tụ ASEAN phải cho biết quan điểm của quý vị về vấn đề Ukraine như thế nào đặc biệt trong đó chúng ta biết là hai cái thái cực khác nhau đó là Việt Nam và Singapore Singapore thì là trừng phạt nga, còn Việt Nam thì là nước Việt Nam và Lào là hai cái nước duy nhất bỏ phiếu chống uh, đẩy nga ra khỏi hội đồng nhân quyền trong cuộc bỏ phiếu thứ ba. thì uh, đó là cái mà ngày hôm nay chúng tôi sẽ theo dõi xem là họ nói chuyện như nào. thì sáng nay, uh, chiều nay thì đúng hơn những người này sẽ họp với nhau thực đỉnh nữa. tối hôm qua, hôm qua là coi như vô rồi ăn ăn tối thôi. nhưng mà sáng uh, ngày hôm nay thì họ sẽ họp ở tại bộ ngoại giao sẽ cụ thể hơn. Ờ, trước khi đi vào cái chi tiết đó thì có một cái chi tiết quan trọng là ngày hôm qua tổng thống Joe Biden đã công bố là Mỹ sẽ hỗ trợ 150 triệu đô la cho các nước trong khối ASEAN để mà phụ, uh, hỗ trợ về các vấn đề là khí hậu này, vấn đề hàng hải và vấn đề gọi là xây dựng các cái cơ sở y tế, đó là 150 triệu đô la và nếu chúng ta còn nhớ tháng 10 năm ngoái khi mà họp trực tuyến thì Mỹ cũng đã hỗ trợ cho ASEAN 102 triệu đô la. Như vậy trong vòng là mấy tháng là 6 tháng à. 6 tháng trời Mỹ coi như chi cho ASEAN hơn 250 triệu đô la. Đó là cái uh, con số vậy và ngày hôm qua chúng ta được biết theo tờ VnExpress ở trong nước thì ông Phạm Minh Chính có nói là yêu cầu Mỹ và các quốc gia khác hỗ trợ ASEAN bảo vệ an ninh Biển Đông đó, chỉ nói chung vậy Tức là biết là nhắm bảo vệ là bảo vệ để làm cái gì rồi Tức là chống Trung Quốc nhưng mà không nói ra cái điều đó 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 là câu mà ngày hôm qua ông Chính nói được báo chí trong nước dẫn lời Còn sáng ngày hôm nay thì trước khi mà họp thượng đỉnh ở tại bên Bộ Ngoại giao Thì giờ phút này theo tôi được biết là đang vừa có một cuộc biểu tình của cộng đồng Việt Nam ở tại công viên Lafayette trước tòa Bắc ốc. Theo đúng chương trình người ta thông báo là từ 8 giờ đến 11 giờ mà giờ này thì tức là 11 giờ bên Washington DC rồi. Thì biết là anh Long có thể coi có thể thấy một cái đoạn nào không thì có thể chiếu bà con coi. Nhưng mà tôi muốn trở lại cái nghị trình. À, sáng ngày hôm nay ông Phạm Minh Chính ở tại khách sạn đã tiếp ba người. ở à, thông tin này do một đồng nghiệp của tôi là một nhà báo ở hải ngoại. Tôi không tiện nói tên nhưng mà người này là cover toàn bộ cái chuyến thăm của ông chính ở tại Mỹ và người này kể cho tôi sáng nay trước khi vào chương trình là sáng nay cái người đầu tiên ông chính gặp đó là bà Samantha Power cựu đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc dưới thời tổng thống Barack Obama và bây giờ đang là giám đốc USAID tức là cơ quan viện trợ của Mỹ rất là quyền lực bởi vì bà này nắm rất nhiều tiền và trong thời gian qua thì là chúng ta biết là tất cả tiền viện trợ của Mỹ qua Việt Nam đều qua cái tổ chức này à, Xin mời kỹ thuật cho coi cái laptop của tôi Đây cái hình ảnh uh, người bạn của tôi mới gửi cho tôi đây Ông Phạm Minh Chính ngồi với một cái dàn bên tay phải đó. Và nói chuyện với bà Samantha Power Đó quý vị thấy Đây là bà Samantha Power Đây là ông Phạm Minh Chính Bên này là chúng ta thấy ông này là Mark Napper Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam hiện nay Bên này thì những người này quay mặt tôi không nhận ra Mà tôi nhận ra được ông này là Nguyễn Trí Dũng là Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Ông này là Thượng tướng Phạm Hoài Nam là Tư lệnh của à, Thứ trưởng Quốc phòng kiêm tư lệnh Hải quân của Việt Nam. Thì chúng ta biết rồi đó là Việt Nam đang xin Mỹ một cái tàu à, lớp 20 tấn nữa để chọn của tuần duyên của Mỹ chiếc tàu thứ ba. Mỹ đã hỗ trợ Việt Nam hai chiếc rồi, bây giờ đang xin chiếc thứ ba và đã được bên chính quyền Biden đồng ý. À, bây giờ đang chờ Quốc hội chuẩn thuận. Thì thưa quý vị, người bạn của tôi kể như sau. Thường thường trong những ngày qua đó khi mà vào á là thường thường ông chính nói một hai câu xã giao rồi cái người bên này nói một hai câu xã giao xong để cho các phóng viên nhà báo người ta chụp cái hình hoặc là quay phim thấy miệng nhép nhép xong là họ đuổi ra vụ báo chí họ đuổi ra rồi bắt đầu là ở trong đó làm việc họ nói cái chuyện gì thì báo chí không thể nào biết được hết nghĩa là chỉ cho anh vô chừng ba bốn phút đầu thôi xong là đuổi ra thì ngày hôm nay có lẽ theo người bạn của tôi nói là có lẽ bà Samantha Power đã ít cái điều đó à, cho nên vừa ngồi xuống ông chính nói ngay chào hỏi xong ông chính bảo là trong những năm qua cảm ơn hoa kỳ đã hỗ trợ cho việt nam rất là nhiều qua cái chương trình USAID. đó thì bà này cũng nói một câu à, tôi mới lên khoảng một năm nay à, không biết tôi có giúp gì được nhiều hay không nhưng tôi nghĩ chúng ta cần nâng tầm quan hệ lên chiến lược à. wow uhm. thưa quý vị là bên vụ báo chí <laughs> người ta đuổi ra không kịp uhm. người ta đuổi ra không kịp và người bạn tôi cũng thâu được cái, 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 cái lời bạn này nói luôn wow, wow. thì cái này ngày hôm qua hôm kia yeah. chúng ta có nói cái chuyện này đúng không anh Long đúng, ngày, đúng, hôm qua. Đúng, đúng. ngày hôm qua đó uh -huh. thì cái này nó cho thấy là gì Mỹ lại quyết tâm ép Việt Nam vô cái chuyện mà nâng tầm chiến lược đó thì đây nó là một cái thông điệp nữa cho thấy là Việt Nam trước giờ là đu dây đứng ở giữa nhưng bây giờ Việt Nam bắt buộc phải không thể đứng ở giữa được nữa anh phải chọn phe và trong thời gian qua qua cuộc chiến ở Ukraine cũng ta thấy đó là Việt Nam rõ ràng là chọn phe của Nga với Nga mặc dù Việt Nam không bao giờ thừa nhận chuyện đó cái buổi nói chuyện của ông Phạm Minh Chính ngày hôm kia ở tại uh, CSIS ở Quang dân thì ông nói là Việt Nam không chọn phe mà Việt Nam chọn lẽ phải có đúng không chọn chính nghĩa như thế nào là chính nghĩa như thế nào lẽ phải nó rất là mông lung anh chọn chính nghĩa là anh chọn phe rồi nhưng mà nói thẳng ra cái kiểu Việt Nam nói như thế này, này ví dụ ông Long nói là tôi là anh ăn cắp cái điện thoại phải không? Đó là anh ừ. cắp điện thoại bảo không, tôi không ăn cắp điện thoại mà tôi làm việc này là để nuôi gia đình tôi. Anh Long bảo rõ ràng anh lấy của tôi bảo không, đây là tôi đi kiếm cơm nuôi vợ con tôi. Bởi vì tôi sẽ bán cái điện thoại này để nuôi vợ nuôi vợ con tôi, không? Tôi nhất định nói không, tôi không mời ăn cắp. Đây là hành động nuôi vợ con tôi. Đó, được chưa? Thì bên Mỹ biết và bà và power này rất là có bao đúng cái tên của bà rồi <laughs> bởi vì tiền á viện trợ mới nó đi qua cái tổ chức này qua cơ quan này đó thành ra chúng ta thấy rằng là gì có lẽ là các giới chức mỹ đang buộc việt nam phải chọn hoặc là ít nhất là anh phải Nghĩa là như thế nào đó chứ anh không thể đứng một bên qua bên nga được đó. và ngày hôm nay cái cuộc họp thượng đỉnh ở tại bộ ngoại giao có thể là ông phạm minh chính phải trả lời chuyện này còn chuyện lên chiến lược hay không Chúng ta thấy là ông chính cũng không thể quyết định được Mà là ở bộ chính trị nó quyết định Thì nhưng mà rõ ràng thấy cái không khí là gì Mỹ ép Việt làm càng ngày càng phải giải quyết cái chuyện này cho xong Bởi vì chúng tôi nói nhiều lần rồi Từ cái thời đây nhé Tháng 4 năm ngoái Khi mà Mark Nepper Cái ông có mặt trong đây à, Trong cái hình này mà nãy tôi cho quý vị coi Khi mà ở cái cuộc buổi điều trần Ở tại Ủy ban Ngoại giao Thượng viện Mà trần thuận trong cái đại sứ ông nói là trong nhiệm kỳ của tôi thấy không nhiệm vụ của tôi là phải đẩy việt nam với mỹ lên chiến lược và một người nữa bạn của tôi cũng từng làm trong ngành truyền thông rất lớn ở mỹ cách đây hai ngày có nói với chuyện với tôi kể là có một vị nhân sĩ ở trong cộng đồng cũng rất là nổi tiếng mà thường các vị đại sứ mỹ trước khi đi qua việt nam nhậm nhiệm sở đều gặp cái người này và ông Mark Napper cũng nói với người này là tôi nhận lệnh của tổng thống là phải đẩy cái này lên chiến lược trong nhiệm kỳ của tôi đó. và bà Kamala Harris phó tổng thống Hoa Kỳ tháng 8 năm ngoái khi sang Việt Nam cũng đưa cái đề nghị này cho hai người đó là ông Phạm Minh Chính trong vai trò thủ tướng và ông Nguyễn Xuân Phúc trong vai trò chủ tịch nước nhưng hai ông làm lơ đó. và ngay cả ông Nguyễn Quốc Dũng là tại sứ Việt Nam tại Mỹ hiện nay trước khi qua Mỹ nhận nhiệm sở liên đàm với lại ông Kirk Campbell là một thành viên trong hội đồng an ninh quốc gia của Mỹ và ông Daniel binh là bây giờ là phụ tá ngoại trưởng đặc trách Đông Á sự vụ Thái Bình Dương và từng là đại sứ Mỹ tại Việt Nam cũng nói với ông Nguyễn Cường là trong nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này của anh làm sao phải đẩy cái này lên chiến lược đó thì kể cho quý vị nghe câu chuyện sáng ngày hôm nay ông chính gặp các bà Samantha Power phải nói là bất ngờ sau đó thì ông chính tiếp hai người nữa, nữa. đó là ông cố vấn anh quốc gia Jack Sullivan thì hôm qua tôi có coi được cái hình mà tối ngày hôm qua ăn tiệc yến tiệc ở trong tòa ốc khi mà tổng thống Joe Biden đãi các lãnh tụ uh, ASEAN thì ông Jeff Sullivan ngồi bên trái ông Biden bên trái ông Jeff Sullivan là ông Phạm Minh Chính oh. đó và sáng nay ông Jeff Sullivan đến cái sạn gặp ông Chính nữa đó sau ông Jeff Sullivan là này ngoại trưởng Anthony Blinken đó. Hmm. người bạn của tôi cũng kể cho biết như vậy là sáng nay ông gặp ba người thì có lẽ ông Jeff Sullivan và ông Blinken đến để coi cái tình hình cái quan điểm của Việt Nam như thế nào, thăm dò như thế nào để chiều nay chuẩn bị cho cái thượng đỉnh. Đó, tức là họ sắp xếp như nào. Đó, đó là cái chuyện mình đoán có thể được. Là tại sao trước cái thượng đỉnh hai ông này phải đến gặp ông chính. Đó. Và ngày hôm qua thì ông chính cũng gặp ông Lý Hiển Long là thủ tướng của Singapore. Và ngày hôm nay người bạn của tôi cho biết luôn là ông chính cũng sẽ gặp ông thủ tướng Lào. À. Thì không biết là gặp trước hay sau cái có lẽ là trước cái thượng đỉnh. Bởi vì Lào và Việt Nam là hai nước duy nhất bỏ phiếu chống đẩy ở chống và tạm ngưng cái vai trò của Nga trong hội đồng nhân quyền à, hôm mà cái cuộc bỏ phiếu lần thứ ba ở đại hội đồng Liên Hợp Quốc thì đó là cái tình hình cái uh, chuyến viếng thăm uh, Hoa Kỳ của ông Chính để dự hội nghị ASEAN và nó liên quan đến quan hệ Việt Mỹ uh, xin tự thuật cùng quý vị. Xin quý vị đừng màn hình FPT, chúng tôi sẽ trở lại chương trình sau ít phút thông tin thương mại.